tin về thuốc lá điện tử đã làm 42 người chết, gần 2.200 người bị tổn thương phổi. Số ca tử vong do các bệnh hô hấp liên quan đến thuốc lá điện tử ở Hoa Kỳ đã tăng lên 42 và gần 2.200 trường hợp bị tổn thương phổi đã được ghi nhận, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC. Theo thông báo đăng trên website của trung tâm này, thì vào ngày 14 tháng 11, thì 42 ca tử vong đã được xác nhận tại 24 tiểu bang và quận Columbia tính đến hết ngày 13 tháng 11. Tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong là 52 tuổi và dao động từ 17 cho đến 75 tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết rằng nhiều trường hợp tử vong vẫn đang được điều tra. Tính đến tuần này, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ghi nhận là 2.172 trường hợp tổn thương phổi liên quan đến thuốc lá điện tử ở 49 tiểu bang, quận Columbia, hai lãnh thổ của Hoa Kỳ là Puerto Rico và quần đảo Virgin. Khoảng 64% số trường hợp sử dụng các sản phẩm có chứa nicotine. Theo CDC, thì dữ liệu được họ tổng hợp ở 1.378 bệnh nhân từ 13 cho đến 75 tuổi cho thấy là 70% trong số này là nam giới, với độ tuổi trung bình là 24. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đưa ra thông báo trên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hồi đầu tuần này rằng ông sẽ tổ chức một cuộc họp với các chuyên gia y tế và chuyên gia trong ngành thuốc lá điện tử để tìm ra giải pháp hóa giải những nguy cơ do thuốc lá điện tử gây ra trong bối cảnh là số người chết đang tăng cao.